Xuân Vĩ xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Nhà Đất Kiên Giang. Trước mặt quý vị và các bạn chính là một căn nhà phố hiện đại mới hoàn thiện. Đây là một căn nhà tọa lạc ngay tại vị trí cũng khá đắc địa, mặt tiền đường Tự Vũ và đoạn gần với vị trí giao cắt với đường mặt cũ. Khu vực này thì thuộc phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá. Căn nhà với hướng chính là hướng Tây Bắc và được xây dựng trên một nền đất có diện tích ngang 4,5m, dài 31,5m, thổ cư 100%. Và căn nhà cũng tọa lạc ngay tại khu vực trung tâm của thành phố Rạch Giá. Chúng ta sẽ gần với chợ, trường học, các cơ quan hành chính, cho nên có thể nói đây là một cái khu vực khá lý tưởng. Căn nhà cũng có một cái khoảng sân với độ rộng 5m. Khoảng sân này thì quý vị có thể đậu được xe ô tô cực kỳ thoải mái. Và bên trong cũng được ốp một cái lớp gạch tường rất là sạch sẽ luôn, cổng đào sắt và cũng được lát gạch chống trơn trượt, cùng với một cái vòi nước để chúng ta có thể tiện chùi rửa đồ đạc. Và khu vực đường Tự Vũ này là một cái khu vực có lưu lượng xe cộ lưu thông đông đúc. Như quý vị thấy nè, xe cộ lưu thông rất là tấp nập, cho nên có thể vừa ở vừa kinh doanh mua bán cũng rất là tiện lợi luôn. Đây chính là phần mặt trước của căn nhà. Chúng ta sẽ có hệ cửa sử dụng chất liệu nhôm sinh pha kết hợp với kính cường lực. Phần mặt trước cũng được ốp gạch rất là đẹp và rất là sang trọng. Phía trên sẽ là mái hiên với lớp nhựa PVC giả bằng gỗ cùng với đèn led chiếu sáng để tiện sử dụng vào ban đêm. Bên trong chúng ta sẽ có một căn phòng khách. Căn phòng khách được thiết kế với độ rộng 4m2, rộng rãi thoải mái, và có một cái phần trên tường cũng được ốp một cái lớp gạch với những cái họa tiết rất là sang trọng. Tầm cao khoảng tầm 1,5m. Và chúng ta cũng sẽ có những cái mảng tường được đắp những cái phào nổi cũng như là trang trí theo cái phong cách tân cổ điển. Ở đây có những cái bức tranh nhìn nó rất là sinh động. Bên phải sẽ là hành lang dẫn ra khu vực phía sau nhà. Và căn nhà có phần gạch nền sử dụng chất liệu gạch đá bóng kiến, và toàn bộ hai trần đều sử dụng trần thạch cao kết hợp với hệ thống đèn led chiếu sáng. Bên trái hành lang chúng ta sẽ có hai căn phòng ngủ và một phòng vệ sinh dùng chung. Đây chính là căn phòng ngủ đầu tiên với cửa nhôm sinh pha kính cường lực. Bên trong là một khoảng không gian rộng khoảng 10m² với chiều ngang 3m và chiều dài khoảng 3m2, và có một cái mảng tường được đắp những cái phào nổi kèm với một bức tranh nhìn nó rất là sáng sủa và rất là hiện đại. Phía trên chúng ta sẽ có hệ trần thạch cao kết hợp với đèn led chiếu sáng. Nằm ở bên cạnh căn phòng ngủ đầu tiên sẽ là căn phòng ngủ thứ hai. Căn nhà sẽ có tất cả là hai phòng ngủ, và cả hai căn phòng ngủ đều được thiết kế với cùng diện tích 10m², chiều ngang là 3m và chiều dài là khoảng 3m2. Chỉ có điểm khác biệt là căn phòng này sẽ được bố trí phòng vệ sinh riêng, một căn phòng vệ sinh rộng rãi thoải mái, ốp gạch phun tường và được trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết, những cái thiết bị rất là hiện đại, rất là sang trọng. Và nằm ở bên cạnh căn phòng ngủ thứ hai, chúng ta sẽ có một căn phòng vệ sinh dùng chung. Hiện tại thì do cái ổ khóa nó trục trặc cho nên mình không có mở vào bên trong được. Cho nên nếu quý vị nào quan tâm thì có thể mình xem trực tiếp luôn. Và tiếp đó sẽ là một căn phòng bếp với độ rộng 3m6, trang bị sẵn hệ thống cải bếp tự bếp với chất liệu nhôm sơn màu giả gỗ. Phần xung quanh thì cũng được ốp gạch rất là sạch sẽ luôn. Và phía trên trần sẽ là hệ trần thạch cao kết hợp với đèn led chiếu sáng. Chúng ta có sẽ có một cái mảng tường được trang trí với những cái họa tiết tân cổ điển kết hợp với những cái bức tranh tường rất là sống động. Và phía cuối phòng bếp chúng ta sẽ có một cánh cửa hậu với hai lớp, lớp cửa sắt bên trong và lớp cửa nhôm sinh pha bên ngoài. Lớp này sẽ dẫn chúng ta ra một cái khoảng sân sau. Khoảng sân này thì được cái ưu điểm là có chiều dài lên đến 9m, chiều ngang sẽ bị thu hẹp lại còn khoảng 3m thôi. Khoảng sân này thì quý vị có thể dùng để làm một cái sân vườn mini, hoặc là dùng làm nơi giặt phơi quần áo, rất là tuyệt vời luôn và an toàn bởi vì nó được bảo vệ bằng hệ thống tường rào bê tông cốt thép. Như vậy là mình đã vừa dẫn quý vị và các bạn đi tham quan một vòng căn nhà phố hiện đại mới vừa hoàn thiện, tọa lạc tại vị trí mặt tiền đường Từ Vũ thuộc phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá. Và căn nhà cũng nằm ở vị trí lý tưởng gần với đoạn giao cắt giữa đoạn đường Từ Vũ với đường mặt cũ, cho nên cái lượng xe lưu thông cũng khá là đông đúc mỗi ngày, cực kỳ thích hợp với những quý vị nào muốn mua nhà vừa để ở vừa để có mặt bằng kinh doanh mua bán. Căn nhà có hướng Tây Bắc và được xây dựng trong một nền đất có diện tích ngang 4,5m và dài 31,5m, thổ cư 100%. Với đầy đủ công năng, đặc biệt chúng ta sẽ có hai khoảng sân rộng rãi, khoảng sân dưới 100m đậu được xe ô tô
khoảng sân sau rộng 9 mét có thể làm sân vườn cực kỳ tuyệt vời ngay tại khu vực trung tâm của thành phố Rạch Giá. Và hiện tại căn nhà đang được chào bán với mức giá 2 tỷ 400 triệu đồng, có thương lượng và đồng thời hỗ trợ vay vốn ngân hàng cho những quý vị nào có nhu cầu vay vốn. Nếu quý vị nào quan tâm đến căn nhà này, vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại xuất hiện trên video clip này nhé. Video clip của mình đến đây sẽ được kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào các video clip tiếp theo.